Đây là lô hàng mỹ phẩm vừa bị đội quản lý thị trường số 1 thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Long Đồng kiểm tra và bắt giữ. Lô hàng này của bà Nguyễn Thị Thúy có địa chỉ tại số 102, đường 3 tháng 2, phường 1 Đà Lạt. Toàn bộ số tăng vật bao gồm 30 bộ mỹ phẩm và nước hoa mang nhãn hiệu Chanel, Kevin Scanner, Aova, Paris Bowman có tổng trị giá trên 27 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy toàn bộ lô hàng nói trên đều không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số tăng vật này đã cho đội quản lý tiêu số 1 tịch thu. Sau một thời gian dài bị nghi vấn kết quả kiểm nghiệm, nhiễm độc trì vượt ngưỡng cho phép trong hai sản phẩm trà xanh C2 dòng đỏ do công ty UCR sản xuất. Ngày 20 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế đã thông báo thu hồi ba lô sản phẩm trà xanh C2 nước tăng lực dòng đỏ của công ty ORC Hà Nội, khu công nghiệp Thạch Thức Hà Nội do nhiễm độc trì vượt ngưỡng cho phép. Tiếp đó, vào ngày 23 tháng 5, thanh tra bộ y tế lại tiếp tục yêu cầu tạm ngưng lưu thông hai lô sản phẩm của hai sản phẩm trà xanh xe 2 nước tăng lực sòng đỏ với kết quả nhiễm độc trì vừa ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần